chào các bạn. Chào hai bạn. Và mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Trung. Em là nhân viên y tế, với lại làm gì chơi chứng khoán, với lại kinh doanh online nhà. À vậy hả? Dạ. Em nay 34 tuổi. Dạ, em tên Thanh, 30 tuổi rồi. Công việc chính của em giờ là làm mẹ, với chủ yếu là làm ô xin cho anh này. Làm mẹ của em luôn á. Hai bạn lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Đầu tiên gặp nhau thì ở Việt Nam anh. Lúc đó em làm Bình Dương á, mà xã bảo là hướng dẫn viên du lịch, bảo dẫn công ty đi. Đi rồi cái tự nhiên cái bà cua em. Ủa? Phải không em? Dạ đúng. Thiệt tình đó là cái ấn tượng đầu tiên của em với ảnh đó là em không có cảm tình với ảnh. Lúc mà em dẫn đoàn, sếp em cũng có dặn là phải take care boss của cái đoàn đó. Ồ, lúc đó anh này là boss của cái đoàn đó. Có một cái sự hiểu lầm là bữa đó anh đi xe của boss, boss lại đi xe khác. Em nhìn ảnh thì em thấy hơi bị kiêu kỳ. Nói chung là chảnh lắm. Còn bạn này á thì cảm giác đầu tiên với bạn này là như thế nào? Không để ý lắm. Lại bữa đó là như em cũng thích đi chơi lắm, chứ lại tối ngủ không có được, chứ lại công việc nó căng thẳng á, cái mặt nó hơi căng căng chút. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu phát triển tình cảm? Cái bữa đi chơi đó thì em cũng thấy được được, đẹp đẹp, rồi tới cái em hỏi em có rảnh thứ bảy mình đi uống cà phê đâu đó trò chuyện nhiều hơn. Bất ngờ anh bảo ừ. Coi em nghĩ sao dễ vậy? Sao dễ vậy? Mà nói cái gì anh tới chở em đi. Ủa vậy nữa hả? Sao tiến triển nhẹ vậy? Ủa sao vậy? Nhưng mà lúc đó em vẫn ngộ nhận đây là boss đúng không? À vậy không, lúc đó biết em rồi, biết rồi. Biết rồi. Dạ. Mà sao nhận lời dễ vại? À không, tại vì em nghĩ giống như thì cứ gặp mặt qua lại tìm hiểu thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Lần đầu tiên hẹn đó, em đi hơn nửa đường. Ông trời á, ông thương sao trời mưa. Mà đi vượt hơn nửa đường rồi bây giờ quay về cũng bước, mà tới nhà bà xã cũng bước. Thôi vậy đi luôn. Ừ. Mà giờ vậy tới cái mình bị mắc mưa đó. Cái mẹ thấy tội quá, anh này thấy cũng lặn lội mưa gió từ Tuốt Tân Phú lên tới đây đi. Cũng kẹt xe cũng cả tiếng đồng hồ. Là bởi vì em ra em nhìn thấy một người đàn ông mà người cứ sủng hết trơn. Cho nên là em cảm động. Lúc đó em bắt đầu đó là có cảm tình với anh. Lúc đó em tỏ mưa cho nó ướt, tỏ tình cho nó ướt càng ướt. Đó, cảm tình trong cơn mưa. Chính thức là em tỏ tình với bạn này là em bao lâu? Nhớ chính thức gì thì đi cà phê tự nhiên nắm tay để cho ôm ôm. Thì cái lúc đó thì cái thương nhau luôn. Cũng tuần hay tuần sau vậy đó. Rồi chắc cũng mấy tháng. Cũng lẹ. Lên mấy tháng đi để cho bà lên giá chút. Mấy tháng đi chụp. Trong cái khoảng thời gian mà hai bạn yêu nhau á, có bao nhiêu sóng gió? Sóng gió nhiều dễ nể luôn. Nhiều không? Nhiều. Thế là yêu nhau trong bao lâu? Mấy năm? Yêu 2 năm, rồi xong cái chia tay 2 năm, rồi cái quay lại 2 năm, cái đám cưới, rồi xong hai vợ chồng cách xa nhau 2 năm để mà làm thủ tục. Cái biến cố lớn nhất trong tình yêu của các bạn đó là gì? Là sau 2 năm á, khi mà chia tay đó, là cái vụ gì vậy? Cái vụ này ra thì yêu đúng người mà sai thời điểm. À. Quay xong 2 năm rồi tự nhiên thì mình đi làm, mình quen môi trường thì bà xã với lớp cũng là tuổi tiên. À. Với lại trai mà cũng tìm hiểu nhiều người. Gọi là tìm hiểu những đối tác khác. Anh nói đúng hơn là tại vì trong cái thời gian tìm hiểu nhau, bản thân ảnh thấy em không phải là cái mẫu người lý tưởng của ảnh. À. Chị thấy rõ ràng bạn này rất lý tưởng nè, đẹp nè, cao nè, ốm nè, mà rất là duyên dáng. Đó. Mà em còn nói là không đúng cái mẫu người lý tưởng, thì cái lúc đó mẫu người lý tưởng của em là ai? Hồi nãy chị nói cái từ bây giờ đó, bây giờ chị thấy vậy, chứ mà cách đây mấy năm nó khác lắm. Đó là không đẹp như bây giờ hả? Hồi đó đẹp hơn, có cái gì đó nó chưa có... Cái tư tưởng em hồi đó khác có hơn. Có thể đám cưới được. Tại vì lúc đó là người ta nhỏ mà. Vậy em nói là sai thời điểm đó. Cơ hội nào, cái cơ duyên nào mà hai người lại quề lại với nhau nè? Cái lần chia tay đó là em phát hiện ra trong thời gian quen em á, thì ảnh đang tìm hiểu cô gái khác. Tụi em lục đục, bắt đầu ảnh đi công tác. Có nghĩa là ảnh đi công tác thời gian dài 6 tháng. Em nói em chờ ảnh, thì ảnh nói là thôi em đừng có chờ ảnh. Với lại em nghĩ á, là ảnh đã quay lưng với em một lần rồi, sẽ có thể lần nữa. Và 2 năm trời tụi em xa nhau. Dạ. Đúng không? Rồi vậy thì làm sao lại kết lại được? Lần nữa. Cô nữa hả? Ủa, thật ra cái tình cảm cho em dành cho ảnh nhiều hơn. À. Chia tay nhưng mà cứ mỗi lần sinh nhật, mỗi năm sinh nhật ảnh, em vẫn mua bánh tự gửi nhà lên nhà ảnh mỗi năm như vậy. Em chia tay bạn trai cũ của em. Lúc đó thì cũng một thời gian, bắt đầu tự nhiên em đi ăn, em mới thấy cái bóng người ngồi ăn giống ảnh. Em chạy ngang qua thôi, cái tự nhiên bắt đầu lúc đó tim em rộn ràng lại. Sài Gòn nó nhỏ nhưng mà thật ra 2 năm mà chưa giờ em chạm mặt lại một lần nào hết. Xong em mới bắt máy gọi điện thoại, em hỏi mấy xưa phải ảnh ở đó không? Anh nói không, anh đang ở Đà Lạt. Rồi xong lúc đó bắt đầu em chủ động em gọi lại. Rồi bao lâu thì hai bạn mới là hàn gắn lại và yêu nhau và lấy nhau? Mà chính thật bà cũng ghê gớm lắm. Lấy lòng má em trước.
chứ có gì cứ lên chơi với má em, gọi điện má em nói riết, mà má nói mày á, mày phải cưới Thanh, cứ dẫn mấy cái bạn khác về là má không có chịu đâu đó. Nói tới vậy luôn đó chị. Khi mà em cảm giác bình thanh thì em không cảm thấy một áp lực gì hết, giống như mình nói chuyện với một người bạn, giống như là không có căng thẳng gì hết, muốn nói gì nói. Thì em cảm thấy nếu mà mình sống với người bạn đời mình cảm giác được như vậy á, thì cả cuộc đời mình cái tâm hồn nó sẽ thoải mái hơn. Đã quyết định là cưới nhau sau cái lần gặp lại lần thứ nhì đúng không? Dạ chưa. Chưa nữa hả? Lại có người thứ ba xuất hiện. Wow, lại là của ai? Là... của anh nữa. Chứ lấy 2 năm em mới không, vì em cũng phải tìm hiểu người khác. Tìm hiểu khi mà chuẩn bị mà cua được rồi đó thì cái bà xã em mới lại đầu quay lại. Xuất hiện lại. No, anh em đâu có biết anh có người khác, anh nói anh không có bạn gái. Cũng giả dối lúc gặp lại đúng không? Việc mà không tin cá nhân, người ta đang tìm hiểu người nào thì cái vấn đề người ta cũng chia sẻ không là chuyện người ta, nhưng mà ta dứt khoát là không quen nữa là chuyện của mình. Sau đó thì em đi Trung Quốc công tác, thì lúc đó thì em vẫn tình cảm với bà xã em á, thì có bà xã qua đó Trung Quốc chơi với em. Rõ ràng á, đúng cái giờ đó là thấy chuyến bay của bà đó là nó đáp xuống rồi. Nó sẽ ghi mà đợi tới tiếng thứ 2 rồi thì tất cả những hình ảnh tốt đẹp của bà xã em đã hiện về. Nhớ cái cảnh mà khi mà em nói chia tay và khóc, rồi thời gian hai đứa bên nhau rồi vui vẻ. Vì đó em mới nhận ra cái người mà con gái mà sự yêu thương trong lòng á, sau mẹ em á, thì đó là bà xã. Thật sự em là đàn ông thì không bao giờ em khóc. Em mới từ nhỏ lớn không bao giờ khóc, thì vì cái người phụ nữ này làm cho em mới tuôn trào nước mắt về chỗ đó. Thì lúc đó là bởi vì cái sự trễ đó em đã nghĩ ra nhiều những cái mà nó mình sợ những cái bất chắc, không may đúng không, những cái bất chắc cho nên thành ra là lúc đó thì Kim nói là sống tận cùng với cái cảm giác là lỡ mình mất người đó thì sẽ như thế nào đúng không, cho nên là lúc mà gặp vợ cái là trào nước mắt liền. Sau đó là về khoảng cũng hơn nửa năm sau, nửa năm em nhận được tin em phỏng vấn đi Mỹ. Ngày em phỏng vấn đi Mỹ xong rồi thì báo đậu liền. Em cũng suy nghĩ kỹ lắm, em gọi cho ảnh thì em hỏi ảnh á, bây giờ anh suy nghĩ đi, một là mình đám cưới luôn, hai là mình chia tay ở đây. Ở đám cưới ở Việt Nam. Dạ đúng. Cái đêm đầu tiên, cái đêm động phòng á, nó có gì vui không? Đêm đó là thú vị. Tớ làm gì cái gì hết trơn. Ủa sao vậy? Tại đám cưới xong thì mệt quá, rồi sau ngày đám cưới á, một ngày là em qua Mã Lai đi công tác. Dạ lúc đó thì bà chỉ còn có 7 ngày nữa bà bay đi Mỹ. Em đi Mỹ luôn. Sau ngày đám cưới chính thức thì em chỉ ở nhau một đêm. Khi ảnh về rồi mới động phòng à? Thì em mới tranh thủ 2 ngày bay đi qua Mã Lai. Wow. Ở nhà la nhưng mà em vẫn đi. Sống cách xa nhau 2 năm đúng không? Rồi mới qua Mỹ. Rồi bây giờ qua Mỹ được 2 năm. Em là đi qua bên đây là định cư theo dạng gì? Định cư em đi với ba má em bảo lãnh chuyện anh chị em. Cái thời gian đầu em qua đây mình qua bên đây sinh sống thì như thế nào? Cái cuộc sống là sao? Thật ra thì qua đây nó không có màu hồng như mình nghĩ. Nó từ cái con người cho đến cái hoàn cảnh nó đều thay đổi hết. Chạy xe mình không biết, bạn bè mình không có. Nói chung là mình bắt đầu từ con số 0 á. Nhưng mà em qua là em có đi làm hay là đi học thêm gì không, hay là chỉ có ở nhà? Dạ có, em vừa đi học vừa đi làm. Trung bình khoảng 1 năm thì em về thăm ảnh một lần. Sau khi tụi em ở hẳn với nhau rồi, không phải xa nhau nữa, không phải yêu xa nữa, thì là ý là qua tới phần mà gọi là tật xấu đó. Đó. Cái phần này là cái phần mà khán giả rất thích nha. Đó, đại hội giật mặt đó. Giật mặt nhau đó. Đó. Anh ấy có tật xấu gì không? Ảnh hay dạy như gia trưởng hơi nhiều, ảnh hay áp đặt tư tưởng vào người khác. Đó là gia trưởng. Gia đó. Trưởng đó. À, có một cái nữa, mỗi lần mà ảnh mê công việc, chỉ có ảnh với công việc thôi, thế giới chung quanh coi như là không có gì khác. Em với con cũng không có gì hết luôn. Ngoại tình với công việc đó. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, chị Vân dùng từ chính xác. Như vậy lúc rảnh rỗi thì ảnh có chơi với con không? Hình như không. Ảnh không có thời gian rảnh rỗi. Nói về cái chuyện mà em không chơi với con thì hắn cũng kỳ, tại nhớ tối đi làm về lúc nào cũng nhất chơi cũng tiếng 2 tiếng với con. Hung nó rồi ôm nó, hung hai má con rồi mình muốn đi ngủ. Ăn cơm xong rồi có rửa chén, ai là không? Người rửa chén, ai là người dọn dẹp? Em. Trời, giặt đồ cũng em luôn chứ. Thì không vậy. Không, ảnh rửa chén đúng có cái chén ảnh à. Mà ảnh rửa chỉ có cái chén mà ảnh đi làm, ảnh pick up đi làm theo thôi à. Còn cái mà anh ăn ở nhà vẫn là em rửa. Trời ơi, vậy mà ông cũng kể giống như là ổng. Đồ giặt đồ em giặt. Rồi ai nấu ăn? Nấu ăn thì mẹ vợ nấu. Với bà xã em thì giống như dây phụ vậy đó, là qua phụ. Rồi có bữa thì bà cũng nấu, cái mấy bữa bà nấu thì nó cần cải thiện một chút. Cái khả năng nấu ăn em sợ nói ra tới giờ nó cho em đói. Không, bây giờ tới em nè là không biết nấu ăn rồi đó, lòi ra liền một cái rồi đó. Những cái tính giống như là hơi gan quá đáng. Còn gì nữa không? Thêm nữa hả? Thôi chắc đủ rồi, em nói nữa có chút xíu gì hả? Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Yêu nhau á, nó cần đến sự tin tưởng nhất định.
Thật sự em không thương bà xã em thì không đám cưới. Chứ một người thật sự mình không thương với nhau chẳng khác nào mình sống một cuộc đời không thoải mái cho đến cưới. Một tù đó, sẽ bị trái tim một tù. Thì cũng mong bà xã em hiểu vấn đề đó. Là bớt ghen đúng không? Ghen lại và tin. Thế còn em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Ngay từ lúc mà quen nhau cho đến lúc kết hôn á, thì em thấy rõ sự chênh lệch của hai đứa. Có nghĩa là ảnh là một người mà tham vọng, em là người thuộc tuyết an toàn. Bởi vậy từ lúc quen cho đến lúc đám cưới và lúc ở cùng nhau, tụi em vẫn cái điều đó vẫn còn canh cánh giữa hai đứa. Bởi vậy em chỉ muốn ảnh là đôi khi ảnh nhìn nhận em. Có những cái em làm cho ảnh nhỏ nhặt lắm, nhưng mà ảnh hãy công nhận những điều đó, chứ không phải là ảnh nghĩ những điều đó là điều em phải làm, là nên làm. Thực ra là như vậy, chồng em á, là ngay từ khi ở Việt Nam, bản thân chồng em đã là một người mà cái định hướng về sự nghiệp của ảnh đã rõ ràng rồi. Thành ra là em nên để một thời gian để cho chồng em tạo dựng cái sự nghiệp ở đất Mỹ. Và cái điều mà anh ấy mong muốn là em nên phải tin tưởng chồng, thực sự là phải tin tưởng chồng. Và bớt cái ghen lại, tại vì chị nói thiệt với em á, nếu mà cái khối lượng công việc quá nhiều như vậy mà còn bị nhức đầu vào cái chuyện phải giải thích, phải chứng tỏ cho em biết là ảnh đang là cái người chung thủy với em và hết lòng với em thì rất là mệt luôn. Và chị nghĩ rằng em phải là một cái hậu phương cực kỳ vững chắc cho ảnh. Người vợ của em á, là mong muốn em điều đó là hoàn toàn chính xác. Cái đó nó thuộc vào vấn đề tế nhị á, có nghĩa là cái việc mà cái người phụ nữ, người vợ làm cho mình không phải là nghĩa vụ. Cũng không phải là đời trời sinh ra là bắt cái người đó là phải làm như vậy đối với mình, không có đâu. Người ta làm vì cái tình yêu nó khác, mà người ta làm về cái công việc bắt buộc phải làm là khác nữa. Em phải cảm nhận và trân trọng cái điều đó. Và đặc biệt hơn nữa là dành nhiều thời gian cho con của mình, đúng không? Xin chào, tạm biệt.